Trước khi cùng đội tuyển Olympic Việt Nam sang Hàng Châu, Trung Quốc, dự ASEAN 19, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có tâm thư gửi giới bóng đá và người hâm mộ Việt Nam. ASEAN 19 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Riêng nội dung bóng đá nam thi đấu từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc, dự ASEAN từ ngày 16 tháng 9. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách cầu thủ Olympic Việt Nam dự giải năm nay, dựa trên thành phần cầu thủ vừa vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 8 và giành quyền dự vòng chung kết, giải U23 châu Á vừa qua. Trước khi sang Trung Quốc dự ASEAN, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết tâm thư gửi đến giới bóng đá Việt Nam và người hâm mộ. Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua là niềm vui không chỉ cho cá nhân tôi, ban huấn luyện đội bóng, mà còn là niềm vui chung của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. Họ đã thể hiện sự quyết tâm, ý chí và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ thành công ngôi vô địch. Xin cảm ơn ban huấn luyện, bác sĩ, bộ phận kỹ thuật đã hỗ trợ cho tôi có được thành công cùng đội tuyển, ông Hoàng Anh Tuấn nói thêm. Ngoài ra, ông Tuấn còn dành lời cảm ơn đến giới truyền thông, các câu lạc bộ, học viện bóng đá đã cung cấp cầu thủ cho đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu nói trên và những giải quốc tế khác. Đặc biệt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành lời cảm ơn đến người hâm mộ. Ông Tuấn xin được tri ân tất cả. Ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á là thành tích quốc tế đầu tiên của ông Hoàng Anh Tuấn với các đội tuyển Việt Nam. Đây là thành công đáng chú ý thứ hai của ông Tuấn trên bình diện quốc tế, sau khi ông cùng đội U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Ở nội dung bóng đá nam ASEAN 19, Olympic Việt Nam nằm ở bảng B đầy khó khăn. Đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lần lượt gặp Mông Cổ 19/9, Iran 21/9 và Saudi Arabia 24/9. Các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ 19 tháng 9 đến 24 tháng 9. Vòng 1/8 diễn ra vào ngày 26 tháng 9 và 27/9. Các trận tứ kết được tổ chức vào ngày 30 tháng 9. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 3 tháng 10. Trận tranh hạng 3 và chung kết diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 6 bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội, vòng 1/8.